Xin kính chào quý thầy cô. Trong video này, tôi sẽ giúp quý thầy cô hình dung giao diện tài khoản Khan Academy Việt Nam của học sinh. Trước tiên, quý thầy cô hướng dẫn học sinh vào Google và gõ Khan Academy Việt Nam. Các em học sinh sẽ lựa chọn kết quả hiển thị có đường dẫn vi.khanacademy.org. Như kết quả hiển thị trên màn hình, đây là kết quả đầu tiên. Sau đó, các em học sinh sẽ nhìn thấy một giao diện hiển thị như trên. Các em sẽ ấn đăng nhập ở phía góc trên bên phải màn hình. Tiếp đến, các em học sinh điền tên người dùng và mật khẩu mà giáo viên đã cung cấp cho các em học sinh. Ngay lập tức, một giao diện như hình sẽ hiện ra. Khi học sinh nhận được bài tập của giáo viên, các em sẽ thấy một màn hình như trên. Để xem thông tin bài tập, các em sẽ click vào bài tập hoặc tự động màn hình đã hiển thị. Tại vùng này, các em sẽ nhìn thấy tên bài tập, ngày và giờ hết hạn, cũng như trạng thái hoàn thành. Ví dụ, ở đây bài tập số 1 và số 2 học sinh này đã hoàn thành. Bài số 3 học sinh mới chỉ hoàn thành được 71%. Bài số 4 và số 5, nút hiển thị bắt đầu, tức học sinh chưa click vào mục này. Hay nói cách khác, học sinh chưa bắt đầu làm bài tập hoặc xem video này. Để tiến hành làm những bài tập được giao, học sinh click vào nút bắt đầu. Ngay lập tức, thông tin bài học sẽ hiện ra. Học sinh sẽ làm các bài tập theo thứ tự từ trên xuống dưới. Với mỗi bài tập hoàn thành xong, học sinh sẽ chọn nút bài tập tiếp theo để chuyển sang bài tập mới. Để quay lại trang chủ, học sinh ấn vào tên tài khoản của mình và chọn trang chủ của học sinh. Tiếp đến, học sinh có thể xem tiến trình học tập của mình trong mục Tiến trình ở thanh công cụ. Khi click vào mục này, học sinh có thể xem được tiến trình học tập của mình trong 7 ngày qua, hôm nay, 30 ngày qua, hoặc tùy chỉnh một ngày bất kỳ. Các em cũng có thể xem được tổng số phút học tập của mình. Đối với mỗi bài học, các em sẽ xem được cấp độ thành thạo, sự tiến bộ, các câu đúng trên tổng số câu đã cho, và thời gian các em đã dành để làm bài tập đó. Ví dụ, đối với bài học phân số tương tự như phép chia, học sinh này đã thành thạo nội dung này. Em có sự tiến bộ khi đạt 7 trên 7 câu hỏi đúng. Đặc biệt, học sinh này chỉ mất 1 phút để hoàn thành bài tập này. Trong mục thứ 3, để xem thông tin tài khoản, các bạn học sinh sẽ chọn mục Hồ sơ. Tại đây, học sinh có thể xem được tên đăng nhập của các em. Ví dụ, bạn Trần Phương Anh có tên đăng nhập là Trần Phương Anh 9. Các em cũng có thể xem được mục thống kê người dùng. Ở đây sẽ hiển thị các thông tin ngày các em đã gia nhập nền tảng Khan Academy tiếng Việt, tổng số điểm các em đã đạt được sau khi làm bài tập và tổng số video mà các em đã xem. Ngoài ra, các em cũng xem được số lượng huy hiệu. Số lượng này sẽ thay đổi trong quá trình các em làm bài tập. Bên cạnh đó, đối với một em học sinh chưa được thêm vào lớp, học sinh sẽ click vào mục Giáo viên ở trên thanh công cụ. Ở mục Tham gia một lớp học, các em chọn Nhập mã lớp học. Tại đây, các em điền mã lớp học do giáo viên cung cấp của lớp học đó và ấn Tiếp tục. Sau thao tác này, các em sẽ được thêm vào lớp. Cuối cùng, thầy cô có thể hướng dẫn các em học sinh của mình chuyển ngữ. Để bên cạnh việc làm toán bằng tiếng Việt, các em cũng có thể làm toán bằng tiếng Anh. Học sinh sẽ chọn tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình. Tiếp đó, các em chọn mục Cài đặt. Tại đây, để thay đổi ngôn ngữ, các em tìm mục Ngôn ngữ chính và ấn chọn English để chuyển ngôn ngữ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếp đến, các em sẽ ấn Lưu các thay đổi. Ngay lập tức, website sẽ được chuyển sang website của Khan Academy Quốc tế với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.
Như vậy, để làm bài tập bằng ngôn ngữ tiếng Anh, các em sẽ ấn vào tên tài khoản của mình và chọn Learner Home, tức trang chủ của học sinh. Ngay lập tức, các em sẽ nhìn thấy tất cả các bài tập của mình đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Các em ấn vào Start để bắt đầu làm các bài tập này theo hướng dẫn tương tự như phần ban đầu. Như vậy, để chuyển ngữ các bài tập sang tiếng Việt, các em sẽ thực hiện các thao tác tương tự như trên. Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu chung về giao diện của học sinh. Kính chúc quý thầy cô thao tác thành công và có nhiều trải nghiệm hữu ích khi sử dụng nền tảng Khan Academy.